Theo Goal, MU đang quan tâm tới Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Ngoài quỷ đỏ, Bayern Munich cũng đã liên hệ với kền tiền trắng về khả năng chiêu mộ tiền vệ người Pháp. Tchouameni hiện còn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2028. Manchester United đang tìm kiếm sự hỗ trợ cho hàng tiền vệ khi Casemiro đã già và Fred, McTominay sắp ra đi mùa hè này. Theo Sky Sports, MU vẫn đang theo dõi sát sao trường hợp tiền vệ Goretzka của Bayern Munich. Nguồn tin này cho biết thêm Tuchel đang không coi tiền vệ người Đức là mắt xích chính trong đội hình của mình, vì thế cơ hội ra sân của Goretzka sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn. Đây sẽ là cơ hội cho Man United xúc tiến để hoàn tất bản hợp đồng chất lượng này. Tờ The Athletic thông tin, Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Robert Sanchez của Brighton. Giá trị của thương vụ này là 25 triệu bảng. Tuyển thủ Tây Ban Nha có thể tới London kiểm tra y tế ngay trong hôm nay. Theo thông tin của tờ The Athletic và Sport, Barca sẽ chấp nhận lời đề nghị trị giá 15 triệu euro của Anelka dành cho Frenkie. Trước đó, tiền vệ này cũng đã đồng ý các điều khoản cá nhân với đội bóng của Saudi Arabia. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, PSG đã chi 50 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Dembélé với Barca. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẽ ký hợp đồng 5 năm với tuyển thủ Pháp, trao mức lương khủng 20 triệu euro mùa giải. Sky Sports đưa tin Newcastle đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Tino Liveramento từ Southampton với giá 40 triệu bảng. Đáng chú ý, đội bóng cũ của hậu vệ người Anh là Chelsea sẽ nhận 40% số tiền này, 16 triệu bảng, nhờ điều khoản chuyển nhượng với Southampton trước đó. Tờ Marca cho biết, ban lãnh đạo của PSG đang có lục đục xoay quanh tương lai của chủ tịch Luis Campos và vụ chuyển nhượng Mbappe. Nếu chủ tịch Luis Campos rời đi, tương lai của huấn luyện viên Luis Enrique cũng sẽ bị đe dọa.